Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Kỵ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày ất dậu tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hùng. Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỷ tuổi, kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ xíu, đinh dậu, kỵ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần về tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ mão đinh mão tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sau chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao sát chủ xấu mọi việc sau lọ ban sát kỵ về khởi công động thổ và đặc biệt đó, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 tức là ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ vì vậy các bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại bất kể đối với tuổi nào nhé về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam tránh xuất hành theo hướng hắc thần hướng tây bắc sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 mời các bạn đoán xem để đoán lành lánh dữ nhé Từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọa Mão Dậu các điều này làm cho vận tình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay rất dễ bị tiểu nhân quấy phá khiến cho bạn tuổi Tý có thể đi đến những sự lựa chọn sai lầm và bản mệnh đã tính tới những trường hợp có thể xảy ra do sự cố bất ngờ nhưng chẳng thể ngờ được khi cứ bị kẻ xấu chọc gậy bánh xe. Tuy nhiên với bạn tuổi tí trong ngày này cũng đừng quá lo lắng bởi trong ngày đang có tỷ kim chiếu mệnh giúp cho bạn tăng thêm sự tự tin và quyết đoán. Với bạn tuổi tí biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra và đứng trước nhiều sự lựa chọn bạn tuổi tí không hề nao núng, cân nhắc kỹ càng và tìm ra điều phù hợp với mình. Ngày này với bạn tuổi tý cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ giúp trực chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được tươi sáng. Cả hai mang lại nhiều niềm vui, sự ấm áp và vui vẻ cho nhau vì thế luôn sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và bạn thủ tý cần phải tiếp tục duy trì bầu không khí ngọt ngào để cho tình yêu sớm đơm hoa kết trái. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim dễ bị tiểu nhân quấy phá có thể đưa ra sự lựa chọn sai lầm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy lên kế hoạch trước nhưng khó tránh được những trường hợp bất ngờ xảy ra tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa vận trình trục trặc vì có kẻ chọc gậy bánh xe tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh mộc Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân. tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn nhờ thế mà cũng có được sự suôn sẻ thuận lợi hơn nhiều đối với những bạn đang quản độc thân, hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu, dù đó là cuộc gặp gỡ với mục đích giới thiệu, xem mặt thì cũng đừng quá căng thẳng, bạn hãy cứ tự nhiên như là chính con người bạn mà thôi, rồi tình yêu sẽ tìm tới với bạn. Trong ngày này, đối với các cặp đôi có được một ngày ngọt ngào, dù không ở bên nhau thường xuyên, nhưng tình cảm của hai bạn vẫn luôn đong đầy bạn và người ấy luôn nhớ đến nhau quan tâm tới đối phương từ những chuyện nhỏ nhặt nhất bởi cả hai đều muốn chăm sóc cho người kia tốt nhất có thể nữa Tuy nhiên, về công việc của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này lại không được thuận lợi như vậy. Với bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan là hung tinh ám hại, làm cho bạn tuổi sửu cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ ở nơi công sở và đôi khi chỉ cần lời nói đùa của bạn nhưng được buông ra không đúng lúc, bạn sẽ phải chịu những hậu quả không ngờ tới nữa nhé. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, bạn lại đang có điểm báo hao tiền tốn của và trong ngày hôm nay tốt nhất là với bà tuổi sửu không nên đầu tư về tài chính hay là cho vay mượn về tiền bạc. Khi đi ra ngoài, bản mệnh cũng nên chú ý không nên mang bên mình những món đồ có giá trị kẻo lại bị kẻ gian nhòm ngó cướp đoạt về tài sản lại ảnh hưởng tới bản thân mình vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim con đường tình duyên được suôn sẻ thuận lợi tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa các cặp đôi có được một ngày tình yêu đong đầy ngọt ngào bên nhau tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xã giao tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc chú ý đầu tư về tài chính tiền bạc khi đi ra ngoài. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt. Tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại Quân đường thăng tiến trong sự nghiệp của bạn tuổi dần khó lòng được như ý Dù với bạn tuổi dần luôn muốn cải thiện tình trạng hiện tại nhưng chính sự hiếu thắng của bạn đã làm hại chính bạn khi mà cảm bậy ở phía trước hoàn toàn bị loại bỏ, bạn không hề để ý tới. Và cuối năm rồi, càng là giai đoạn nước rút với bà tuổi dần, nếu như không thực sự tập trung vào những gì mà mình làm, thì có khả năng thất bại là rất cao, tới lúc đó chẳng thể trách nổi ai ngoài chính bản thân mình đâu bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi dần, cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không được hài hòa với bạn tuổi dần cần phải bớt chút thời gian chăm lo cho công việc để lắng nghe và chia sẻ tâm sự với người ấy có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiệu lẫn nhau về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy khó bè được tăng tín trong sự nghiệp Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đừng để cho sự hiếu thắng của bạn làm hại bản thân Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ thiếu đi sự tập trung có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc giai đoạn nước rút cuối năm trở nên chạy mãng Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mối quan hệ với nửa kia không được hòa hợp và đánh giá của ban tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 47 số 66 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu với tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu mạo tương xung cái điều này cảnh báo cho bà tuổi Mão trong ngày hôm nay nên thận trọng với những sự tranh đấu về quyền lực trong công việc bản mệnh tuổi Mão là người có năng lực nhưng bạn lại chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của bản thân mình và giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Về đối thủ cạnh tranh của bạn tuổi mão có thể năng lực chuyên môn không bằng bạn, nhưng về kỹ năng mềm hoàn toàn vượt trội bạn. Bạn mạnh tuổi mão cần phải bổ sung thêm cho mình những kiến thức đó để có thể duy trì được những gì mà mình đang có, cũng như là chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Và ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có ngũ hành kim khắc với mộc. Cái điều này khiến cho mối quan hệ của bạn với nửa kia không được như ý. Bạn mệnh tuổi mão thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và tô tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí gia đình nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy thận trọng với những tranh đấu về quyền lực trong công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên học cách khẳng định năng lực của bản thân tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải bổ sung thêm cho mình những kỹ năng mềm nếu nên có tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc Mối quan hệ với nửa kia không được như ý Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim Chớ nên mang bực tức ở bên ngoài về nhà Trút lên người thân của mình về đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh đậm, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tốt Từ với tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có vận quý nhân tam hợp nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho ngày thứ năm này với bà tuổi thìn không cần phải lo lắng về chuyện tình cảm. Người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà bạn đang gặp phải. Nhờ vậy mà với bà tuổi thìn có thể yên tâm theo đuổi lý tưởng, ước mơ mà mục tiêu sự nghiệp của mình đề ra. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay khá suôn sẻ. Bạn mệnh tuổi Thìn biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, tinh thần trách nhiệm cao khiến cho bạn tuổi Thìn được cấp trên đánh giá rất cao về năng lực của mình nữa. Và trong ngày này với bà tuổi thìn, mọi thứ tín tiện tốt đẹp như ý muốn có thể với bạn sẽ được đề bạt cất nhắc trở thành lãnh đạo, người theo nghiệp quan trường thì quan lộc rạng rỡ đúng như ý muốn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể có được những bước tiến cao xa hơn vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có được các thần chia chở không phải lo lắng về chuyện tình cảm tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ được người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả khó khăn hiện tại tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc công việc được suôn sẻ biết mình cần làm gì để hoàn thành mục tiêu tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim được đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm hết mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có thể được đề bạt cất nhắc lên vị trí trở thành lãnh đạo. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 69, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi hợi, từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, tỵ dậu sửu phù trợ, cái điều này làm cho bạn đang gặp được vận quý nhân chia chở sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn các thần ghé thăm, con đường tình duyên của bạn có được đảo hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng đừng có quá lo lắng bởi các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp và có thể sắp tới bạn sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được bạn tuổi tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, nhờ đó mà với bạn tuổi tỵ có được nguồn thu tài chính ổn định tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần phải chi tiêu vì vậy bán mệnh tuổi tỵ cần phải ý thức biết tiết kiệm và lên kế hoạch cụ thể tránh thất thoát về tiền bạc kéo lại bị nợ nần về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tình duyên đào hoa nở rộ các cặp đôi có thể tính tới chuyện trăm năm tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ khác phái của những bạn đang còn độc thân tiến triển tốt đẹp tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đừng quá vội vàng, hạnh phúc không có chỗ cho sự nóng vội. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nguồn tài chính ổn định, nhưng cũng có nhiều chuyện cần phải chi tiêu. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nên ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 79, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi ngọ thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bàn tử ngọ đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục, cái điều này mang đến cho bàn tử ngọa có được những tin vui liên quan tới tài lộc của mình ngày hôm nay. Ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được một ngày buôn may bán đắt hàng hóa tấp nập ngược xuôi và với bàn tử ngọ biết tính toán trước sau cho nên không bộ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có đến với mình. Còn đối với những bạn làm công ăn lương, trong ngày này cũng có được thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn. Chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà nó còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa bạn tự ngỏ nhé về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này lại đang có điểm báo không được như ý muốn vận tình tình duyên có phần giảm sút do ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc gây ra đây không phải là thời điểm lý tưởng để cho những bạn đang còn độc thân bày tỏ tình cảm của mình bạn cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ khác nóng vội chỉ khiến cho mọi việc gặp trở ngại hơn mà thôi Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đón nhận nhiều tin vui về con đường tài lộc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, có được một ngày, buôn may, bán đắt, hàng hóa tấp nập. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm công ăn lương có thêm được nguồn thu nhập ngoài dự kín. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc vận trình tình duyên có phần giảm sút, không thích hợp để bày tỏ. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ V tuổi Mùi, thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ Sáu này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có Thiên Quan chiếu mệnh và đây là điểm báo làm cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay rất dễ phạm phải kẻ tiểu nhân. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi không nên dễ dàng tin theo những lời của bất cứ ai nếu như bạn đang làm trên cương vị lãnh đạo bạn mạnh cũng cần phải giữ cho đầu óc luôn luôn sáng suốt, không nghe theo lời tăng bốc của cấp dưới, kéo lại đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tới uy tín, tiền đồ của bản thân. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay. Bạn cần phải kìm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên chủ chủ động gây xích mích với bất cứ ai, đặc biệt là cấp trên của mình bạn tuổi mùi nhé bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng may mắn là về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày bạn tin tưởng vào người ấy cho nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để đưa ra được quyết định cuối cùng nữa rồi về từ với tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có nguy cơ phạm tiểu nhân trở nên dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai, từ với tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đối với những người làm lãnh đạo cần phải giữ đầu óc sáng suốt, không nghe theo lời tăng bốc. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, không nên chủ động gây xích mích. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mối quan hệ với nửa kia rất tốt đẹp nhờ sự quan tâm và trò chuyện mỗi ngày. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đôi lứa chia sẻ và cùng bàn bạc trong mọi vấn đề cuộc sống. Vài đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 63, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh báo hiệu cho bạn trải qua một ngày gặp được nhiều cát lành trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi thân có thể sẽ tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình trong những tình huống khó khăn nhất nhờ vậy mà bạn có được cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và khả năng được cất nhắc lên vị trí mới là rất cao nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân trong ngày này, bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành công ở phía trước và ông trời chẳng phụ lòng người có công. Bạn cứ cần phải kiên trì với con đường, mục tiêu mà mình đã lựa chọn, bạn sẽ không hối hận đâu. Ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng và đây là tin xấu về sức khỏe của bạn. Nhất là đối với những bạn đang quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt, điều độ, cường độ làm việc cao có thể sẽ gây ra sự căng thẳng, rất dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn bản tuổi thân nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy gặp nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tìm được cơ hội phát huy sở trường của bản thân. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có được cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cần đến nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công ở phía trước. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chú ý chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ kẹo lại ảnh hưởng tới sức khỏe và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 25 số 56 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân Từ vi tuổi giàu thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày gặp nhiều áp lực về tinh thần làm cho bạn đang phải chịu đựng và nguyên nhân cũng bởi mục tiêu mà bạn đề ra chưa đạt được ai cũng muốn có được vị trí mà mình mong muốn nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn nhé với bạn tuổi Dậu, nếu thất bại, bạn hãy tìm cách đứng dậy và đi tiếp, chứ đừng có ngồi mãi một nơi mà mình đã vấp ngã rồi than thân tách phận, đổ lỗi cho người khác. Bạn cần phải tự thành lên chứ không thể ỷ vào người khác mãi được bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi dậu không nên tiến hành thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng quan trọng bạn tuổi dậu nhé. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, chịu đựng nhiều áp lực về tinh thần, tâm trạng sa sút, từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, thất vọng vì mục tiêu mà mình đặt ra khó thành, từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nên tìm cách đứng dậy và tiếp tục đi từ chỗ mình vấp ngã, từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, đừng có ngồi mãi một nơi mà mình đã ngã rồi than thân trách phận. Độ lỗi cho người khác. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hạn chế tiến hành những công việc trọng đại trong ngày sát chủ. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày của cục diện ngũ hành dậu Tuất tương hại làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày gặp nhiều thị phi tiểu nhân quấy phá khiến cho công việc của bạn gặp nhiều trở ngại bạn mệnh tuổi tuất nên thận trọng với bất kỳ ai cũng không nên đặt niềm tin quá trọn vẹn nhất là đối với những người vốn bằng mặt mà không bằng lòng nay lại xung xuya đến lạ thường bạn tuổi tuất trong ngày này tâm tính dễ bị kích động khiến cho bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm và trước khi bắt tay vào một công việc gì nếu như bạn còn chưa chắc chắn, hãy thử thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình trước cái đã, có thể bạn sẽ có được một hướng đi phù hợp đúng đắn hơn với mình nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tốt lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Nửa kia chính là một chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn trong nhiều sự rối ren và nếu có điều gì khiến cho bạn khó xử lý thì hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đó, nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất hữu ích nữa. Về thử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, thận trọng với điểm báo thị phi, tiểu nhân ám hại, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, không nên đặt niềm tin quá trọn vẹn vào những người vốn hiềm khích, tử vi tuổi mão tuất thuộc mệnh mộc dễ đưa ra những quyết định sai lầm khi tâm tính bị kích động từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình tức khi quyết định từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nửa kia là chỗ dựa vững vàng trong ngày hôm nay về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 76, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ với tuổi hợi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo họa phá tài tới gần vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có phần bị thất thoát. bạn mệnh tuổi Hợi có thể vì thế mà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, không có kế hoạch quản lý về tài chính cẩn thận. với bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay cần phải hạn chế mua sắm chi tiêu những thứ không thực sự cần thiết để tránh bị thất thoát về tiền bạc nhé trong ngày này với bà Túy hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi hợi có một gia đình đang rất hòa thuận bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề xảy ra ở trong nhà bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết được và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu theo hải thượng Lãn ông ngày này nhân thần ở xương cùng đầu gối bàn chân và sau ống chân vì vậy với bà tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này nhé đặc biệt trong ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày nguyệt kỵ, vì vậy với bà tuổi hợi nên tránh làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc ảm đạm, đề phòng họa phá tài, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính cẩn trọng, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hạn chế mua sắm chi tiêu những thứ không thực sự cần thiết, từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim gia đạo an in vợ chồng đồng lòng giải quyết được mọi vấn đề, từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tác động vào vị trí thai thần trong ngày hôm nay sẽ không tốt nhé. Và đánh giá của ban tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.